Xin chào mọi người nha, mình đang đứng trước cái khu phố cổ Đồng Văn. Nói chung là đến từ tối hôm kia nhưng mà chưa kịp tham quan khu phố cổ vì chiều nay về thì hơi tối rồi. Từ Lũng Cú Cột Cờ về, từ Cột Cờ Lũng Cú về đây hơi tối nên là mình ăn tối xong mình mới đi tham quan. Sáng mai trời sáng mình sẽ lại qua một lần nữa cho các bạn xem cảnh ban ngày. Bây giờ thì các bạn theo chân mình. Đây, các bạn thấy một cái màn hình rất là bự kìa. Đấy, giới thiệu các kiểu, quảng cáo các kiểu và một dàn đèn sáng nhấp nháy dọc đường luôn, và hai bên rất là nhiều những đèn hoa. Và mình, như mình biết hôm nay mình đi qua thì hai bên đường chỗ khu vực này nha, trồng rất nhiều hoa tam giác mạch. Đấy, đặc trưng tam giác mạch. Những cái cây đào khu này cũng được trang trí những cái đèn rất là sáng đẹp. Và nhìn, các bạn nhìn cổng này. Nói chung là cổng này chụp ảnh ban ngày thì sẽ rất đẹp luôn, vì là buổi tối nó hay bị nháy ánh đèn ấy. Mình vào trong luôn à? Các bạn ơi, đây là đường hoa tam giác mạch nha. Mình đi vào trong. Hai bên rất nhiều những chậu hoa này. Hoa đẹp không? Đấy. Em đứng đây, anh nhìn em đứng như này đẹp không? Bèo quay ưng cút. Kéo tay áo. Ở phía trên này nó gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm địa phương. Mình đi lên phía trên nhé. Anh em đi sang bên này, phố cổ Đồng Văn này. Đi bên này trước. Nói chung là quanh đây thì có rất nhiều các cái nhà hàng, khách sạn, các quán ăn nhỏ nhỏ. Em không biết là khu đấy là nhiều hay là bên trong giới thiệu đây. Đây là quán cà phê cổ. Anh ơi, anh cho em xin cái góc đứng ở chỗ này với. Đó, em sẽ đứng ở đây này. Đấy, anh nhìn này. Đó, không cần chụp đâu, anh chỉ cần cho em đứng ở đúng vị trí này. Phố cổ Đồng Văn các bạn này, một dãy chữ luôn như thế này là không thể chối cãi được nhá. Mình sẽ đi lên phía trên á, lên phía trên này xem anh ơi. Quảng trường rất là rộng lớn luôn. Mọc cà phê thì nói chung là mình thấy mọi người hay gọi là cà phê phố cổ, chắc là khu vực này. Mình sẽ lên phía trên này trước, còn tí nữa mình sẽ đi qua cái dãy nhà, nói chung là có chút cổ kính phía dưới kia, hình như là dãy nhà cổ đó. Đây hình như cũng xây bằng tầng đất hay tầng gì mà rất là to, nhìn xa như đường đá nhỉ. Nó dài như tầng đất hôm trước ấy. Hình như phía đối diện bên kia thì là cái chợ Đồng Văn cổ ấy. Thì như mọi người bảo là cái chợ nó nhỏ hẹp thì chuyển sang chợ khác, thì có lẽ sáng mai ấy, mình cũng tranh thủ xem qua một chút. Không lại phí công. Mấy cái khu nhà hàng bỏ thảo dược này hình như đóng cửa hay sao ấy. Mà đóng cửa chứ không phải hình như, mà không hiểu sao lại có cái dấu nhân như kiểu liêm phong nhỉ. Ở đây khăn lụa này, các cô vừa mua xong sao này. Lẩu thắng cố, nói chung là trên này chủ yếu là các nhà hàng ăn uống đấy. Buổi tối nó cũng có nét đẹp của nó vì nó có đèn sáng, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Này, một cái ôi cực bự luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu cuối. Bởi cho em mua một cái khăn ở trên Mộc Châu về một chơi cho ai. Chân váy này dập ly hơi bị bự. Khu nào, khu nào? Tôi trốn đây. Đang hớp vào bờ, bằng chuyển nó tới thì thôi. Thầy tớ cũng đeo nha. Đây người ta đeo cái kìa. Thôi. Thôi, này để đâu à? Đây người ta cũng đeo à. Đi 4 người mà 2 người đeo còn 2 người không. Phải chỗ đông người nhá, mình đeo khẩu trang. Vì là cũng đang hơi lo ngại. Chót đi rồi mà về luôn thì hơi lãng phí. Đường thì rất là xa. Đang ngắm mấy bạn này thử đồ. Cô bé nào mặt đỏ? Chắc là uống rượu rồi. Mũ này đẹp không? Em mua cho ông ấy. Túi này giống như vỏ gối à? Nói chung là tất cả là đồ kiểu dạng thổ cẩm dệt, kể cả vải lanh này, may này, may cả vải dệt này. Mấy cô và lady ta cô mua được cái khăn lụa nhìn hay phết. Anh quàng khăn không? Em mua khăn cho anh. Một khăn này đẹp không? Em thích cái màu xanh này anh ạ. Anh mua tặng em nhé. Thôi, mình sẽ không mua khăn đâu, không mua gì đâu, chỉ sờ sẩm tí thôi. Đây, đi ra ngoài đi. Bà trai khéo chọn đồ phết à. Đi xuống phía dưới này anh à. Đâu? À đây. Mình xin phép nha. Nhớ coffee. Anh đứng ngay chụp cho em cái kiểu bên này. Bây giờ em mới hóp bụng. Quên mất, em định muốn để quay một lèo để đăng luôn nhưng mà em quên mất, em lại bảo anh chụp ảnh cho em. Đây vẫn đăng liền đấy. Dạ. Yeah. Đi. Đi ra bên góc bên trái này ra. Đâu? Đó, đây gì? Phố cổ luôn. Chưa xong. 38 phố cổ. Phố này tên là phố cổ. 1994. Em cảm giác như nó. Hả? Lũa. À, giống cái của Phát mua đúng không? Nhưng mà cái phố này nó giống như kiểu trong Hội An nhỉ? Hơi giống kiểu như của người Hoa ngày xưa. Nhưng mà những nhà gỗ này không biết phải gỗ cổ không hay là mới xây dựng lại. Đánh thắng rèn. Phố cổ coffee, cà phê phố cổ thì đây hay là ngoài kia? Anh? Nó cũng là cà phê phố cổ này thì cái nào? Đường phố cổ. Nói chung là trong này có rất nhiều quán ăn, quán uống này.
Đấy, TV không? Ok, để đeo khẩu trang tiếp. Thôi mình đi ta. Chắc là tham quan một vòng vậy thôi. Hả? À đi ra đứng đi. Vừa lại không có người, em chả nhìn gì cả. Cho cháu ngó nghiêng tí ạ. À, đồ xiên nướng các kiểu đấy ạ. Đây chắc là thịt nướng rau cải mèo đấy ạ. Nấm này. Cái này trứng hay gì đấy ạ? Thịt này thịt lợn hay là gì ạ? À, lợn, như hôm trước em ăn là thịt lợn đen á. Đây là thịt lợn đen ạ. Hôm trước em mới thử món này thôi. Ở dưới sủng là... Hả? Cái này á, hình chân trâu thôi. Không, cái này là bánh trôi. À, bánh trôi à? Vâng, à, làm từ cái bột đấy, bánh thắng rền à? Cái này là mình chưa nấu đúng không hay như nào? Chưa nấu ăn rồi mới nấu. Bánh thắng rền nghĩa là làm giống bánh trôi nhưng mà ngay bột đấy. Cháu vừa ăn xong à, chắc là muộn mấy giờ bác nghỉ ạ? Khi nào bọn em nhậu xong 30 nghỉ được. Đây để xem món nhậu của cả nhà nào. Đó, ô cái món thịt nướng này trên kia đây thôi, thấy đâu? Chị thử chấm miếng đấy. Cái món nướng này trên này có đâu à? Em vừa nướng hết rồi chị. À hết rồi, nó là gì ạ? Thịt heo. Chỉ là thịt nướng thôi gì ạ? Vâng, ba chỉ ăn thích hơn nhưng mấy miếng này nhìn toàn lạc thôi. Không khoái thịt lạc lắm. Nhìn xiên toàn thịt lạc. Rồi, coi như chào nhé. Con đường mang tên phố cổ. Phía trên này thì họ đóng cửa, nói chung là đóng cửa gần hết này, có một hai quán kia thôi. Nói chung là chỗ nào cũng thấy có lẩu thắng cố các kiểu, lẩu gà đen, nói chung là đặc sản của Hà Giang mà. Trước cái cà phê phố cổ thì mình hình dung như nó là tên của một cửa hàng, nhưng mà trong vào phố cổ này thì rất nhiều quán cà phê. Em sẽ dừng video. À, các bạn hãy đi một vòng như thế đây nhá, cà phê phố cổ, à quên, và thăm phố cổ ở Đồng Văn. đang hồi hộp quá. Đến đây video của mình đến đây tạm dừng đi. Ngày mai nếu có thời gian thì mình sẽ vào ban ngày xem có sự khác biệt gì không. Nhưng mình nghĩ buổi tối sẽ đẹp hơn ban ngày đấy. Bye bye.